Việt Nam vô Việt Nam đôi chí thành nhân. Việt Nam vô Việt Nam trái tim từ ai? Vì tổ quốc đầy thép vung lên, vì tự do anh dũng xung phong diệt trừ ngoài xâm chỉ phường hại dân, bè lũ vô nhân. Việt Nam vô Việt Nam hiến đích xa thân. Việt Nam vô Việt Nam hiếu trung thành tín. Vì nội dung tu dưỡng tâm thân, vì hậu sinh anh dũng nêu gương dù đầu lìa thân dù hình hải tan quyết không từ nan. Đây dòng máu thiêng 4.000 năm bất khuất kiên cường. Đây dòng máu thiêng Việt võ sinh hiến dâng tổ quốc. Đây hồn nước non ngọn đuốc thiêng anh sáng soi đường. Cách mạng tâm thân vô Việt Nam lửa thiêng lạc hồng sáng ngời bốn phương. Vô Việt Nam tỏa chiếu hào quang. Dòng sông ta Việt Nam anh hùng, sinh
ra đời ta gọi Việt Nam, chung tâm nguyện ta cùng hô lớn: một tổ quốc, một Việt Nam, một sông dân dòng thiên gia vàng. Cùng nhau ta lên đường đắp xây lại nhà, cùng nhau ta ra họ dấn thân vào đời. Đi là đi ta tiến tới, hát vang vang ta xây đời mới. Cùng nhau ta đi bồi đắp thêm tình người, cùng nhau ta lên đường hát vang hòa bình. Đi là đi ta tiến tới, cho ngày mai sáng tươi đời đời. Đi là đi ta tiến tới, cho ngày mai sáng tươi Việt Nam. We'll be right back.